Lượng tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2022 giảm 9,94% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là kết quả được Bộ Công an đưa ra tại buổi họp báo về tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm thì cả nước xảy ra hơn 19.600 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó điều tra làm rõ hơn 17.000 vụ, đạt 86,93%. Điểm nhấn trong 6 tháng qua đã triệt phá 335 băng nhóm tội phạm, bắt và vận động đầu thú gần 2.800 đối tượng truy nã. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong 6 tháng cuối năm, lực lượng công an sẽ tiếp tục bám sát công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quyết liệt triển khai hiệu quả đề án 06 của chính phủ, Đồng thời nhiệm vụ trọng tâm sẽ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến về các dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Cảnh sát cơ động cũng như là các nghị quyết của Quốc hội ban hành thời gian vừa qua.